Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế thì số ca mắc tay chân miệng nhập viện điều trị trong tháng 4 đang tăng cao với nhiều ca mắc bệnh nặng. Các bác sĩ cảnh báo là bệnh sẽ tiếp tục gia tăng trong những tháng tới. Vì thế mà các bậc phụ huynh cần chú ý bảo vệ sức khỏe cho con em của mình. Tuy chưa ghi nhận trường hợp tử vong vì tay chân miệng trong năm 2015, nhưng từ đầu tháng 4 đến nay đã có nhiều trường hợp biến chứng nặng do tay chân miệng phải nhập viện điều trị. Một số trường hợp trẻ mắc tay chân miệng nhưng không xuất hiện các triệu chứng điển hình như không nổi bóng nước ở tay chân miệng nên bác sĩ khó chẩn đoán và thường nhầm với các bệnh lý khác. Phụ huynh phải đặc biệt chú ý những biểu hiện ở trẻ như sốt cao liên tục không hạ, chảy nước miếng hoặc nôn ói nhiều, đặc biệt là giật mình lúc ngủ vì có thể nghi ngờ là triệu chứng của bệnh tay chân miệng. Cục Y tế Dự phòng cảnh báo tại miền Nam, bệnh tay chân miệng thường bùng phát vào hai thời điểm trong năm. Đợt 1 bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6, đợt 2 từ tháng 10 đến hết năm. Hiện bệnh tay chân miệng vẫn chưa có vaccine chủng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Nếu không có biện pháp phòng chống hiệu quả, bệnh bùng phát sẽ rất khó kiểm soát.